nay bắt đầu nhà bên dưới con chín nè, chín mới cưa cái cây để trồng, em muốn là con sóc nó đang ăn cái quả phía sau này là một cái sân cỏ là thênh thang luôn. Để thùng rác, để thùng rác xe cắt cỏ. Này Dưỡng chuẩn bị đi ăn sáng, đi qua lên Mậu Tấn tranh thủ coi phim tưới cây. Đất quá trời rộng này, mặt bên đây, nguyên cái sân phía sau cái gì, sân đá banh cũng được luôn.